Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, 22 tây tháng 8 năm 2024. Chắc quý vị biết ngày hôm qua là ngày thứ ba của Đại hội Đảng Dân Chủ. Và cái điểm mà ngày hôm nay anh em chúng tôi nói đến là sự xuất hiện của các giới chức của thuộc Đảng Cộng Hòa và những giới chức ngay cả làm việc dưới thời chính quyền Donald Trump cũng có mặt ở tại Đại hội Đảng Dân Chủ. Và tại đây họ đưa ra những quan điểm về cái cuộc bầu cử này. Những ngày trước chúng ta đã được nghe bà cựu phát ngôn viên cho ông Donald Trump là bà Stephanie Grisham. Bà này cũng là đồng thời là cựu chánh văn phòng cho cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump. Bà đưa ra những cái câu chuyện mà người Mỹ không biết về đằng sau lưng ống kính, đằng sau lưng hậu trường cá nhân ông Donald Trump như thế nào. Và đối với bà, ông Donald Trump không xứng đáng làm tổng thống. Nhưng ngày hôm qua, sự xuất hiện của hai nhân vật giới chức của Đảng Cộng Hòa, một người giới chức dưới chính quyền Trump, một người là cựu phó thống đốc tiểu bang Georgia, nhìn nhận vấn đề ông Donald Trump trong cái vấn đề rộng hơn về chuyện đất nước và sự an ninh. Họ đưa ra những cái quan điểm và ngày hôm nay chúng tôi đưa lại cho quý vị những câu chuyện, quan điểm của các giới chức Cộng Hòa nghĩ gì về cuộc bầu cử này. Và đó là phần anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Xin chào Nội Dũng. Chào anh Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Ngày hôm qua người ta chú ý hai người. Thứ nhất là bà Olivia Troy. Bà này từng là một giới chức trong Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Người thứ hai là ông George John. Ông này là cựu phó thống đốc của tiểu bang Georgia, người theo Đảng Cộng Hòa luôn, George Off. À, thì hai người này người ta bất mãn với các chính sách của ông Trump, vì họ từng làm việc với ông Trump và một người từng theo Đảng Cộng Hòa, bây giờ vẫn còn theo Đảng Cộng Hòa. Thì ngày hôm qua cái câu nói mà người ta nhớ nhất là cái bà này, bà nói, bà Troy bà nói như thế này, bà bảo rằng là cách đây 4 năm, tôi từ chức trong chính quyền Donald Trump là một người theo Đảng Cộng Hòa. Tôi mơ ước được làm trong tòa Bạch Ốc. Nhưng mà cuối cùng tôi đã phải đưa ra một quyết định rất là khó khăn. Đó là tôi cũng là một người Mỹ và tôi đã làm cái điều đúng. Tức là ý bà nói rằng là gì? Bà làm trong tòa Bạch Ốc, bà người theo Đảng Cộng Hòa, nhưng bà không thể chịu nổi chính sách của ông Trump. Vì bà coi bà làm người Cộng Hòa nhưng là một người Mỹ. Cho nên bà quyết định bà từ chức và bà cho đó là quyết định đúng đắn. Và bà cũng nói luôn là bây giờ ông Trump đang lại tiếp tục những cái chính sách này. Đó là nói dối và đưa ra những kế hoạch để mà hủy hoại cái cuộc bầu cử này. Đó là cái quan điểm của ông và chính sách của ông là gì? Tạo ra sự nghi ngờ và chia rẽ trong cuộc bầu cử. Đó là theo lời bà Olivia Troy nói như thế. Rồi bà cũng nói luôn là những cái giá trị mà làm cho tôi trở thành một người Cộng Hòa và vẫn không thay đổi. Nhưng tôi cảm thấy rất tự hào khi tôi ủng hộ bà Kamala Harris. Không phải là tôi ủng hộ, tôi chấp nhận tất cả những vấn đề của bà. Nhưng bởi vì tôi đồng ý trên cái vấn đề quan trọng nhất, đó là bảo vệ tự do, bảo vệ sự tự do. Đó là bà Troy nói như thế. Rồi bà cũng nói luôn, thưa các vị cùng Đảng Cộng Hòa với tôi, nếu mà quý vị không bầu cho bên phía Dân Chủ, khi mà bầu như vậy đó, không có nghĩa là tôi bầu cho Dân Chủ, mà là tôi đang bầu cho cái nền Dân Chủ. Tức là gì? Bà nói là tôi bầu cho bà Kamala Harris, không phải tôi bầu cho Đảng Dân Chủ, mà tôi bầu cho nền Dân Chủ. Cái nền Dân Chủ đây là nói chung nền Dân Chủ của nước Mỹ, chứ không phải là đảng phái. Đó là theo lời bà nói như thế. Rồi bà cũng nói luôn là khi bầu như vậy không có nghĩa là phản bội đất nước mình, thấy không? Mà là chúng ta đang đứng lên bảo vệ đất nước này. Đó là theo lời bà nói như thế. Có nghĩa là bỏ, tức là bỏ cho cái đúng chứ không phải là cái sai. Tức là không cần theo đảng phái. Mà thực sự là đảng phái chả là nghĩa lý gì ở nước Mỹ này. Tôi đã nói nhiều lần trên chương trình này, trên đài FBTN. Đảng ở Mỹ nó chỉ là cái gọi là để chơi cho vui thôi. Hôm nay đảng này, mai đổi qua đảng kia, không ai. Nó không có thẻ, nó không có lễ tuyên thệ gì đó.
tất cả những người nào mà người ta bảo rằng là tôi thuộc đảng này đảng kia, xin lỗi quý vị nha, phần lớn là nói phét hoặc họ không hiểu họ nói cái gì. Còn người ta cuối cùng chỉ thì bỏ phiếu cho cái đảng bụng mình thôi. Ai làm cho mình no mình bỏ phiếu cho người đó. Có ai dám bỏ phiếu cho người nào vô đốt nhà mình không? Lấy mất công ăn việc làm của mình không? À, chắc cũng có một vài người, mà bây giờ càng ngày càng nhiều. Tức là gì? Người ta mơ mộng, người ta hoang tưởng, người ta bỏ phiếu cho một cái lý tưởng người ta tin là sẽ làm, mà thực ra là ngồi đói chết, chết luôn. Đói không có ăn mà thế ô, rồi nó chống Trump là khoái lắm, bỏ phiếu cho đó. Mặc dù tôi đói, giống như dân Nga này. Dân Nga có biết sao không? Đói cũng được. Sáng mở bản đồ ra thấy nước Nga mà rộng ra tôi sướng à. Rồi họ tự hào như thế. Hay là giống như người Việt Nam có nhiều người bảo ôi tôi sống chết thì cũng được rồi, mất mạng rồi mà lúc nào cũng tự hào 4.000 năm văn hiến đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ như ngày hôm nay, vân vân vân. Họ tự hào cái đó, đó là khuynh hướng hiện nay của thế giới. Tự hào ảo, không thực tế. Thấy không? Có cái số người đó có. Mà ít thôi, nhưng mà thường thường thành phần nó to mồm. Còn phần lớn là phép hết. Phép lác hết. Cuối cùng đi bầu rồi, chết cha, ngày mai có việc làm không? Ông Long mang lại việc làm cho tôi bỏ phiếu cho ông Long. Mặc dù ông Long ồn ào, ông Long ăn nói bậm trợn, ông Long dở dơ, ông Long bê bối. Nhưng mà ông Long mang lại việc làm cho tôi bầu ông Long. Còn ông Dũng, ui, ăn mặc sạch sẽ quá, đẹp trai quá, nói hay quá, mà chẳng mang lại việc làm gì cả. Thôi đi cha nội, đi chỗ khác chơi. Đó, tôi mở ngoặc ra để quý vị biết. Trở lại vấn đề, thì ngày hôm qua, cái bà Olivia Troy đã có những phát biểu như thế. Thành ra bà nói rằng là điều này không phải là dễ, vì tôi là một người Cộng Hòa, nhưng mà tối ngày hôm nay tôi phải đứng lên bảo vệ nước Mỹ trong vai trò là một người Mỹ. Một người Mỹ mà quan tâm về tương lai đất nước này, chứ không phải tương lai của me, myself and I. Cái đoạn sau là tôi mượn cũng được ông Clinton bỏ vô. Xin mời anh. Vâng, thì trong cái phần phát biểu của bà, chúng ta thấy một cái hình ảnh của nhiều người Cộng Hòa khác. Những người Cộng Hòa lúc nào cũng hãnh diện. Tôi là Cộng Hòa Ronald Reagan. Tôi là những người mà quan trọng những cái giá trị bảo thủ, chứ không phải là giá trị của những lời nói dối. Thì những người đó họ không ủng hộ và họ không chấp nhận được cái tư cách của ông Donald Trump. Những lời nói dối của ông, những cái sự chia rẽ trong xã hội Mỹ. Họ đang đứng ở một cái sự lưỡng lự. Tôi làm sao đây? Tôi bỏ phiếu cho ai đây? Và nằm trong cái mục đích nào? Thì những lời của bà Olivia Troy đó là một giống như là một cái tôi tạm dùng là một cái sự hướng dẫn cho những người nằm trong hoàn cảnh đó. Và trong ngày hôm qua trong Đại hội Đảng Dân Chủ, không phải một mình bà Olivia Troy, còn có ông Jeff Duncan là phó thống đốc của tiểu bang Georgia, cựu phó thống đốc của tiểu bang Georgia. Ông này đương nhiên là một người Cộng Hòa. Ngày hôm qua ông cũng đăng đàn, và ngay câu đầu tiên ông mở màn với một cái câu nói rất là định nghĩa rõ ràng: tôi là một người Republican. Xin bạn kỹ thuật cho nghe cái giọng nói của ông. Thưa quý vị, ông Duncan nói thẳng thừng ra: tôi là một người Cộng Hòa, nhưng ngày hôm nay tôi đến đây với tư cách là một người Mỹ, một công dân Mỹ quan tâm đến tương lai của đất nước Mỹ, chứ không phải là tương lai của Donald Trump. Và tôi đã nhận ra ông Donald Trump là một cái người đe dọa trực tiếp đến nền dân chủ của chúng ta, và những gì mà ông đã thực hiện không chứng tỏ là ông không bao giờ xứng đáng được bước chân vào phòng bầu dục ở trong tòa Bạch Ốc. Và ông nói một cái điều, một cái sự thật cay đắng là đảng của chúng ta không phải là một cái đảng của sự bảo thủ mà chúng ta yêu quý, mà bây giờ nó là một cái sự hỗn loạn và điên khùng. Và điều duy nhất mà những người Cộng Hòa chúng ta chỉ có thể làm bây giờ là hãy bỏ rơi Trump. Và ngày hôm nay đảng của chúng ta hành xử giống như một tà phái, một tà phái thờ một kẻ tội phạm. Và chúng ta có thể chúng ta không có đồng ý với tất cả những cái chính sách của bà Kamala Harris. Cá nhân tôi không đồng ý.
Nhưng hiện tại, chúng ta hãy nhìn bà giống như là nhìn một người công tố viên. Bà người trong vai trò công tố viên, bà phân biệt được cái nào là cái sai, cái nào là cái đúng, cái nào là cái tốt và cái nào là độc ác. Và bà này đã sẵn sàng để mà lãnh đạo của nước Mỹ. Và nếu mà quý vị bỏ phiếu cho bà Kamala Harris năm 2024, điều này không biến quý vị trở thành người đảng Dân Chủ, mà quý vị là một người yêu nước. Ông nói rằng, ngày hôm nay, những người đảng Cộng Hòa với chúng tôi, chúng ta hãy đem lại cái chính sách, cái sự mà là danh dự của nước Mỹ, và đó là cái điều đúng mà quý vị hãy làm. Trong tháng 11, quý vị bỏ phiếu vì yêu nước Mỹ, chứ không phải quý vị bỏ phiếu là quý vị phản bội lại đảng Cộng Hòa. Ông kêu gọi mọi người ủng hộ cho bà Kamala Harris. Thì đây là lời tuyên bố bài trong bài diễn văn của ông Geoff Duncan, là phó thống đốc, cựu phó thống đốc của tiểu bang Georgia. Những cái ý nghĩa nằm đằng sau lưng câu chuyện này, còn những điều nào chúng ta cần phải phân tích, xin quý vị giữ bằng tầng SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ bằng tầng SPTN. Trở lại câu chuyện trong phần trước, hai anh em chúng tôi có đưa quý vị lời phát biểu của bà Oliver Troy, là một giới chức trong cái về an ninh quốc gia của ông Donald Trump, và người thứ nhì là cựu phó thống đốc Geoff Duncan của tiểu bang Georgia, cũng là một người Cộng Hòa. Và cả hai đều đưa ra một cái thông điệp là họ là người Cộng Hòa, nhưng họ chọn bỏ phiếu cho bà Kamala Harris bởi vì tinh thần ái quốc. Họ làm việc này vì quốc gia, chứ không phải họ làm việc này là bởi vì là họ theo đảng Dân Chủ. Và đó là cái thông điệp của hai nhân vật này đối với những người nằm trong đảng Cộng Hòa, đang còn gọi là chưa biết mình phải bỏ phiếu ra sao trong cuộc bầu cử năm 2024. Những người mà hãnh diện họ là Cộng Hòa Reagan, bây giờ họ không chấp nhận được một người như ông Donald Trump. Thì thưa anh Đỗ Dũng, lời thông điệp của hai người này sẽ có tác động như thế nào đối với những người Cộng Hòa đang lưỡng lự, theo anh dự đoán ra sao? Khó biết lắm anh. Mình cũng rất là khó biết cái chuyện đó. Trong cái vấn đề này, cái điều là anh để ý đó, là hai người này đó, thì họ nói lên theo như họ nói là cái tâm tư của họ. Một người họ nói rằng là cái bà Troy họ bảo rằng là bỏ phiếu như vậy không nghĩa là phản bội. Còn ông Duncan ông nói đó, quý vị bỏ phiếu bà Kamala Harris, quý vị không phải là theo Dân Chủ mà quý vị theo người yêu nước, theo đảng yêu nước, tức là quý vị bỏ phiếu cho theo cái lương tâm. Đó là cái cách mà họ nói như thế. Thì thực sự ra bên đảng Cộng Hòa cũng vậy. Họ thỉnh thoảng cũng có những người bên đảng Dân Chủ qua bên đảng Cộng Hòa không đồng ý với những chính sách của đảng Dân Chủ, họ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa và kêu gọi cái người bên đảng Dân Chủ cũng bỏ phiếu theo lương tâm. Nói chung là hai bên đều lương tâm hết. Thấy không? Ở đây thì thực sự ra là cái chuyện mà Đại hội Đảng Dân Chủ mà đưa những cái người Cộng Hòa lên nói mà nó không có là. Nó chỉ là một hình thức là chèo kéo lẫn nhau. Mà chúng ta thấy thường xuyên lắm. Cái quan trọng là gì? Sau ngày 5 tháng 11 chúng ta mới biết. Và bây giờ anh hỏi tôi là nó có thay đổi hay không? Cái đó khó biết lắm. Bởi vì nó là hai người này nói là như vậy, hay là bên đảng Cộng Hòa cũng sẽ có những người đảng Dân Chủ lên nói như vậy. Thậm chí anh biết có một ông thị trưởng Mesa bên Arizona cũng nói vậy luôn, đúng không? Nhưng mà nó do là ông Trump và bà Kamala Harris thôi. Họ nhìn vào ai và họ quyết định là bỏ phiếu cho ai rồi. Đây là tôi đang nói những người mà gọi là cử tri trung dung nha, tức là không theo Cộng hòa Dân chủ.
Còn ngày hôm qua khi mà cái bà Choi với ông Duncan nói thêm, hay là hôm trước ông thị trưởng của BSA nói thêm, có thể làm suy chuyển một số người đang lưỡng lự, tức là người độc lập năng lượng đại khái là khó biết lắm. Nhưng mà có một điều ta biết chắc chắn, chúng ta biết chắc chắn là hiện nay và trước những cái hiện nay nữa, nhất là trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump, lúc đó những người Cộng hòa họ khí thế lắm, họ tin tưởng, mà không phải Cộng hòa mà cả độc lập và cả dân chủ luôn, một số người đảng dân chủ họ tin tưởng là ông Donald Trump lên sẽ làm cho đất nước thay đổi, sẽ hủy bỏ cái đầm lầy mà ông nói, tức là những cái định chế mà nó có hơn 200 năm do Cộng hòa dân chủ thay phiên nhau lúng loạn đất nước này. Mặc dù một số người đã biết là ông Trump về cá nhân, ông cuộc đời ông chẳng ra cái thá gì cả, nhưng họ tin là ông này là có cái gất, có cái sự can đảm để làm cái chuyện đó, nên họ bầu cho ông. Nhưng sau đó họ mới thấy là họ sai lầm. Cũng được đi, mới cái nhiệm kỳ đầu mà ông không phải là người giỏi giang về chính trị, ông chỉ là tay mơ chính trị, chưa bao giờ giữ chức vụ nào cả, đúng không? Thì họ hy vọng năm 2020 ông đã bị thất cử, thì họ hy vọng là năm 2024 họ bầu cho ông. Nhưng mà nhìn trong cái thời gian qua, bắt đầu sau khi ông thua cử ông Biden, bắt đầu ông có những cái trò, chiêu trò mà bây giờ làm cho những người như ông Choi, như bà Choi, như ông Duncan, họ bất mãn. Ở đây không phải họ bất mãn về con người của ông hay chính sách của ông, mà họ thấy rằng là gì? Cái đảng Cộng hòa của họ bây giờ bị ông chiếm rồi. Ông đã coi như cướp cái đảng Cộng hòa rồi. Chúng ta thấy tất cả, hầu như tất cả các vị dân cử liên bang của đảng Cộng hòa từ trên xuống dưới, ngay cả những người mà chúng ta biết luôn trong thâm tâm rất là thù ghét ông Trump, bây giờ vẫn phải ủng hộ ông Trump. Ví dụ thượng nghị sĩ Mitch McConnell, tiểu bang Kentucky, ông này là trưởng khối thiểu số thượng viện. Rồi rất nhiều người quay xe và chính ra làm cho những người này ta chán. Và bây giờ đang đặt ra câu hỏi là thôi chết rồi, đảng Cộng hòa tôi giờ đi đâu? Bây giờ nó thành đảng Trump chứ không phải đảng Cộng hòa. Đó là cái mấu chốt vấn đề. Đó là sự kiện có thật, có thật và có thật. Anh công nhận tôi không? Chính xác. Đó. Này. Thế đó mới là cái điều người ta quan tâm. Tôi chú ý một cái thành phần cử tri bên phía đảng Cộng hòa trong cái cuộc mà bầu cử sơ bộ hồi tháng 2 vừa qua. Chắc quý vị cũng nhớ là bà Nikki Haley là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc và cũng là cựu thống đốc tiểu bang South Carolina, là người là ở lại đến những giây phút cuối cùng đối đầu với lại ông Donald Trump để giành sự đề cử của đảng Cộng hòa. Và không phải là tự nhiên bà đối đầu một cách lì lợm, bà vẫn có những người ủng hộ cho bà đến những giây phút cuối cùng. Và thậm chí trong thời gian đó, ông Donald Trump và tất cả mọi người Cộng hòa nói bà thôi, bà rút lui, bà đầu hàng đi. Rồi bà cũng lên tiếng tuyên bố là kêu những người ủng hộ bà bỏ phiếu quay xe qua ông Trump. Nhưng mà cái ngày mà bà tuyên bố mà bà rút lui, bà không tiếp tục ra tranh cử, bà cũng không có kêu gọi người ủng hộ mình ủng hộ cho ông Donald Trump, mà bà chỉ nói quý vị làm theo lương tâm của mình. Và mãi sau này khi mà bà tuyên bố rằng bà sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump, nhưng bà cũng không có nói là người dân chủ, cái người mà cử tri mà ủng hộ bà bỏ phiếu cho ông Donald Trump, bà cũng kêu họ là tự quyết định. Thì vấn đề ở đây là cái thành phần mà ủng hộ cho bà Nikki Haley, họ là những người phải nói rằng là người Cộng hòa, nhưng mà họ là những người họ chống ông Trump một cách mãnh liệt. Theo một cái lời mà của một người cử tri Cộng hòa năm nay 65 tuổi tên là Ken Basler ở tại tiểu bang South Carolina được phỏng vấn trong cái thời gian đó, ông có nói, ông trả lời như thế này: Đảng Cộng hòa của chúng tôi bây giờ chỉ đang đợi ông Ronald Reagan đội mồ sống dậy để mà cứu lấy chúng tôi. Khi mà ông Basler này, ông nói cái câu đó cho thấy rằng là những người mà ủng hộ bà Nikki Haley, một cái thành phần chiếm một cái tỷ lệ đáng kể trong đảng Cộng hòa hiện nay, họ không có thể nào họ dung hòa được với ông Trump. Họ vẫn mong một cái gì đó, một cái hào quang, một cái sự gọi là danh dự trong quá khứ từ thời ông Reagan để lại, để họ có một cái đường mà họ bước đi. Thì dựa trên cái tâm lý này, tôi chú ý cái nhóm cử tri này, họ không biết đi về đâu. Thì đôi khi những lời của như bà Choi, như là của ông Duncan nói ngày hôm qua, nó có thể là một cái tác động lên cho họ. Những người vốn là trung thành với đảng Cộng hòa
nhưng mà họ không thể nào chấp nhận sự giả dối, và không chấp nhận, họ không chấp nhận được cái sự không chính trực diễn ra dưới thời mà cựu tổng thống Donald Trump. Bây giờ họ có một cái đường họ họ đi, ít ra là như vậy. Nhưng mà tuy nhiên chuyện này nó mở cho chúng ta một cái khác nữa là vấn đề đảng phái. Nó không phải là một cái, nó chỉ mang tính nhất thời. Đảng phái nó không phải là một quốc gia mang cái tính trường cửu, như mọi người cảm thấy rằng là mình bị bế tắc là vì mình không muốn mang cái màu sắc là tôi là cái người phản bội cái quan điểm của tôi, hay là phản bội cái chính nghĩa của tôi, hay là cái đảng của tôi. Đôi khi mỗi một thời nó có một cái giai đoạn khác nhau, và người ta cần phải hành xử như thế nào tốt nhất cho cái mục tiêu cao nhất của tất cả các đảng phái chính trị là làm cho quốc gia đó trở nên tốt hơn. Thưa anh Dũng. Vâng, như tôi nói đó, ở Mỹ đó, cái người mà theo đảng này đảng kia đó là nhiều khi nó không có thực tế. Có những người cả đời họ đi theo cái đảng Dân Chủ hoặc đảng Cộng Hòa thì những người đó mình miễn bàn, tức là những người đó bất luận là cái đảng đó làm cái gì, đốt nhà họ, giết bố, giết cha, con cái họ, họ vẫn bầu, thì mà chúng ta không nói. Nhưng mà chúng ta thấy đó, cái gì cũng vậy, nó đi quá đà thì nó làm nó phản tác dụng. Ở bên đảng Dân Chủ có một số người nói là nhiều khi có những chính sách quá cấp tiến, quá cấp tiến. Ví dụ đối với một số người bảo thủ họ là ủng hộ đồng tính, ủng hộ phá thai, rồi cái gì nhẹ tay với tội phạm, họ cho đó là những cái hành động cấp tiến, họ không chấp nhận. Họ bảo như vậy thì nó cũng làm cho cái đất nước nó đi xuống. Rồi bên Cộng Hòa cũng bị người ta chỉ trích là nhiều khi bảo thủ quá, ví dụ như là chống phá thai, ủng hộ súng. Đó là những cái rất là mâu thuẫn, mà tôi mở ngoặc Thanh Long vẫn còn nhiều người vẫn chưa sáng mắt tới chuyện đó. Cứ tối ngày là bảo là phản đối mấy người chống phá thai nhưng mà lại ủng hộ súng, cho đến bây giờ họ vẫn còn không nghĩ được cái đó là rất mâu thuẫn. Nhưng mà thôi, tôi mở ngoặc tí thôi, nhưng mà đại khái là cũng có những cái người họ bị chỉ trích là bên Cộng Hòa là đi bảo thủ quá những chính sách, đó là cái chuyện rất bình thường, rất bình thường. Đôi khi đảng này, cái người lên, cái người thường thường tổng thống lên là cái người đứng đầu cái đảng đó, họ đi chính sách cấp tiến qua là bên bảo thủ không được. Nhưng mà ở đây vấn đề đây, những người bất mãn là ngầm với cái gì không, là cái đảng nó bị một người khác thống trị. Đó mới là cái điều nguy hiểm mà người ta sợ cái đó, người ta sợ đó, cho nên người ta mới là bảo là những người này là phản bội hay nhảy đảng. Họ không nhảy đảng, chúng tôi vẫn là Cộng Hòa, chúng tôi vẫn là Dân Chủ, nhưng chúng tôi bỏ phiếu theo lương tâm. Hay nói cách khác là những người này, những người đại diện ai, là những người bỏ phiếu theo vấn đề, người ta gọi là bỏ phiếu theo issue. Ngộ lắm, có những ông Cộng Hòa nhưng mà ví dụ chống phá thai nhưng mà lại bỏ phiếu cho cái ứng cử viên đó, bởi vì ứng cử viên đó là gì, họ bỏ phiếu cho cái chính sách mà cho con ăn cơm miễn phí tại ông Cộng Hòa đó, ông nghèo. Tại vì cái đó mới là đang là quan trọng nhất hiện nay giống đó, đại khái như thế. Bên Dân Chủ cũng có những người bỏ cho Cộng Hòa là bởi vì cái ứng cử viên Cộng Hòa đó đang có chính sách mà có lợi trực tiếp cho họ, và coi họ coi cái đó quan trọng hơn những cái khác đó, đại khái như vậy thôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình Sấy Tin ngày hôm nay. Mai Phong Đội Dũng chúc quý gia đình ngày vui khỏe. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình FPT Morning sáng mai thứ sáu 23 tháng 8 2021.